đó, bị đây nè. Rồi bị con này nè. Có bảo có nón bảo hiểm này không, có nón bảo hiểm là cứ quắc luôn. Cái này không có dặn lại được hay sao? Không. Xin chào cô bác quý chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của chú Tuấn, một ông cụ nhặt ve chai trong đêm á cô bác quý chị. Sau một thời gian dạ chào cô, sau một thời gian tìm con ngay tại Tây Nguyên thì bây giờ chú trở về lại cái cuộc sống thường nhật hàng ngày. Hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ clip này á vì trong thời gian vừa qua chú có bị một cái tai nạn giao thông. Và cái tai nạn đó thì chú phải nằm ở bệnh viện mấy ngày cô bác anh chị biết để mà qua đây thăm. Dạ con chào cha. Dạ chào chú Tuấn. Dạ ơi cho con đeo này cái hầm quá quá, thời tiết quá nóng đúng không? Rồi con nghe nói là hổm gài không có ăn uống gì được hết hả? Đúng rồi con. Đây con gửi cơm rồi tí xíu nha. Dạ. Đây cơm phần 250.000 một phần. Ờ. Lên đây ngồi đi con. Dạ, 250.000 mắc không? Lẽ đó. Con ngồi lên đi. Ngồi lên đây. Dạ, ngồi đi không sao đâu. Dạ. Ừ. Rồi con nghe nói là ở đây chuẩn bị tai nạn hả? Thì đó, bị đây nè. Rồi bị con này nè. Cũng mà cũng lỡ rồi. Dạ. Mai không cho con nhờ có nón bảo hiểm. Dạ. Nó cà cái mặt ba xuống bị ở đây còn yeah. Nón bảo hiểm nó chạy vậy luôn. Ôi trời đó xe được cái kiến của ba sập vô vậy luôn cũng may cũng không sao. Cái kiến gì, kiến hậu hả? Cái kiến hậu mình á. Dạ. Nó bẻ cúp lại luôn đó xe ba để mình chuẩn bị tai nạn ở đâu? Ngay chỗ đường cầu lên thôn Đức Thắng á. Thôn Đức Thắng ở Sài Gòn không? Ở đây nè. À, ở đây luôn. Ở ngay chỗ Mỹ Hòa bên đó nè. Dạ. Ừ. Cũng may là không sao không. Nhưng dạ. Mà là sao cái nguyên nhân? Nguyên nhân đó là ba đi lên còn người ta thì quay cua vậy nè. Ba quẹt ba người ta quẹt mình. Ờ, nó quẹt. Rồi người ta cũng không có lại luôn. Tôi thử quẹt là không có gì. Ai ngờ ba bị mất tay lái nằm xuống luôn. Trời đâu cũng gần nửa tiếng hồ. Nửa tiếng. Nằm nửa tiếng? Ngồi đó nửa tiếng luôn. Người ta không thấy vậy nó mới đỡ mình lên. Có nghĩa là đi không nổi luôn. Ờ đi không nổi đó rồi. Người ta mới kè. Người ta mới kè ba giờ đây nè. Đó. Người ta mới kè ba giờ đây. Miệt mài luôn. Rồi điện thoại là đâu có sạc được. Rồi bắt đầu mới kiếm được cái cục điện thoại mới sạc vô. Mới gọi cho Mỹ Linh. Là chị Linh nói là mấy ngày đang hả? Mấy ngày. Mấy ngày ăn uống làm sao? Ăn uống thì ba cũng kiếm cháo rồi ba ấy thôi. Rồi hôm nay khỏe, nói đúng ra khỏe, ăn cơm được. Rồi ba nói Mỹ Linh ba khỏe rồi con ơi. Lát con vô. Vậy là ba cũng mừng. Cũng mừng lắm. Rồi trong bị tai nạn đó rồi có mất mát gì không? Có, nói đúng là tiền bạc thì không có mất. Dạ. Tiền bạc có mất. Nhưng mà thôi cả mình còn mất sống. Mất tiền bạc hả? Bà, mất nhiều không? Cái số tiền 10 triệu là ba để trong xe đó. Có nghĩa là bị bung là có nghĩa là bị mất luôn. Còn bị bung cho để ở đâu? Ở trong cốp xe. Cốp xe trong cái thùng cốp xe. Dạ. Để trong đó. Dạ. Rồi khi mà ngã xuống là cái cốp nó bung ra hết luôn. Rồi ba nằm kiểu như là cái nó bảo hiểm ba nằm xuống xong rồi cái ba còm lên mất bình tĩnh hết rồi, không thấy một cái điểm gì hết á. Rồi sau khi người ta mới thấy cảnh này người ta mới đưa ba về đây. Đó. Giờ đây thì trước khi đưa về thì ba cũng đã biết rồi. Coi trong cái thùng xe còn cái gì. Tại sao không cắt chỗ nào mà đem bỏ cốp xe? Mỗi lần thì ba để một xe rồi đồ đặt đi bán là ba mới để ràng lên. Để ràng lên. Lần này ba đi tới đó là ba nghĩ là xuống đó là ba đổ xăng xong rồi ba mới ràng lên. Mất hết luôn. Mất đầu. Dạ. 10 triệu, cái đó là số tiền 10 triệu ba để đi ra. Mất 10 triệu. Mất 10 triệu á. Dạ. Mà ba nghĩ bây giờ thôi cả tiền bạc cũng không nghĩ gì đâu. Còn sống được
mừng rồi, mấy ngày nằm liệt luôn mà. Rồi rồi không sửa nhà gì luôn. Sửa cái gì nữa con, bây giờ về mà sửa, mà kệ đi. Đồ đạc ba lấy ra hết rồi, cúng bái xong hết rồi, ba còn để ngoài cái là ba che lại hết chứ bộ. Dạ. Để mà làm tiến hành á, nhưng mà không ngờ á. Rồi giờ đâu còn tiền đâu. Còn tiền kiểu như sao con? Hiện nay là cái còn nhiêu? Đang còn 200 nữa. Chắc đó. Khổ hả? Ây da. Ôi. Thật kiểu luôn. Dạ. Cái bóp này là ở đâu? Cái bóp này bóp khác hả? Bóp khác, bóp kia mất rồi. Dạ. Hôm trước đưa mười mấy triệu cho cha. 14 triệu mấy đó. 14 triệu rưỡi đúng không? À. Tại sao cái này không để ở nhà khóa lại? Trời, nhà mà khóa gì con ơi. Tiền đâu đi đó đó. Con uống nước đi. Khổ không? Ôi trời. Ba nói với Linh là phải nhắc tới mấy cái vụ đó. Dạ, thôi không nhắc thì thôi. Của đi thay người. Ờ, của đi thay người, ba nghĩ vậy đó. Dạ. Chứ ba không nghĩ điều gì đó, thôi kệ. Cũng may là mình còn giữ lại tính mạng nó còn an toàn. Nhiều người ta nói ba về luôn số ba cũng còn hơn đó. Có nhiều người ở đây người ta cán xe lên luôn á. Xe mà sao chạy tới cán luôn? Ờ, cán lên, còn may chú á. Chú là ban ngày á, nhưng mà tối là người ta xuống đầu lũi luôn á. Ghê mức độ vậy đó. Giờ hổng ngày đâu có đi lượm gì đâu. Đâu đi đâu. Mới chỉnh được ngày hôm qua hôm nay. Người cũng đỡ. Rồi Mỹ Linh á. Nó điện cho ba. Ba nói thôi. Không được có nói gì được đó. Ba biết rồi. Chuyện này đừng có nói cho họ biết. Nó lại buồn nữa. Không biết nó có nói. Còn chắc có nói thì con mới nói vậy gì phải không. Chắc có nói. Ừ. Em xin sao con biết ba mất tiền? Vậy con hỏi coi coi tiền ba còn không? Ờ, coi vậy mới nói con là phải không? Bây giờ nó nói ba nói Mỹ Linh nó đừng có nói buồn hồ, công việc nó nhiều lắm. Đừng có nói gì mất tiền, nó cũng nhiều lắm, trong ba nó lo, nó buồn. Thì tự nhiên con nói là cái này chắc có Mỹ Linh mới nói. Đúng gì? Ôi nhưng mà xui mất rồi thôi chứ thôi, gì đâu thôi đi con. Dạ buồn gì mà buồn. Giữ lại được mạng sống an toàn là may mắn rồi. Nhà kế bên thấy người chở và về hết hồn. Có chảy máu gì nhiều không? Có, máu có này là máu nó ra. Mà ba ban đầu cũng 2-3 ngày máu cũng vẫn ra nữa. Chỉ có ập vô cái kiến rồi cái nón bảo hiểm. Không phải nói mai là nhờ có bảo hiểm. Hay quá. Bởi vì nó đi xe đừng nói ai mà đừng nghĩ y mà không bảo hiểm nha. Phải có bảo hiểm mới được, dù sao đi nữa cũng phải có bảo hiểm. Khi ba tế vậy nè, ốc chua là lại nghe là cái này nó cài xuống đá là máu phun ra liền. Người ta chỉ lấy khăn giấy cái này nó bụng đưa ai về nhà đầu mới lấy. Có nằm viện không nha? Không, ba nó không có cái gì đâu, phải cần. Rồi lấy cái dầu của con cho đó bấm sức đưa nó cũng đỡ. Không phải nói trời, hình như là trời cũng khiến ba cũng không có chuyện gì nó xảy ra, ba cũng mừng rồi. Cái đó là ba mừng quá rồi. Uống nước đi con. Dạ. Uống nước đi. Rồi 3-4 ngày nay rồi đâu cho con ngay, đâu biết đâu. Nói đúng là ba không cho hay, không cho Mỹ Linh hay luôn. Sợ nói ra rồi nó buồn phiền. Cuối cùng ba nằm mê man, cái Mỹ Linh lại điện. Lúc đó ba kiếm được cục sạc đó, nghe nói cái Mỹ Linh bấm cờ. Ba nằm tim tim là nó làm gì ba? Ba làm gì vậy? Nó thấy ba che cái này nè, mở ra cái trời máu quá trời. Mỹ Linh mới thấy. À. Rồi cái kế hoạch xây nhà mình bây giờ tám quạng. Giờ không phải quản, có nghĩa là mình không có nào luôn. Mà nó quản cái gì. Nếu có tiền thì mình thường nói là tạm quản. Nếu như có một người nào đó đứng ra cất cho cha luôn, người ta sẽ hỗ trợ cho cha luôn, ta cất không muốn cha làm nữa.
thì chịu không? Chịu, cái lo thì ba chịu rồi đó, chứ không còn cách nào. Có nghĩa là cha không có là tự làm nữa mà người ta dọn dẹp mướn người vô làm luôn. Được á, cái đó là ba mừng luôn á. Chứ bây giờ nói mà tạm quản tiền không mà ba không tạm quản nữa. Ba đã không muốn cho tụi con biết rồi, là hiểu rồi, biết không? Tại đối với ba là số tiền nó quá lớn, từ nào giờ mới có cái số tiền đó đó. Nói chung gì? Cái công cán của tất cả những người mạnh thường quân đã cho ba như vậy là nói điều đó ba mừng cũng chưa. Người ta cũng nhờ chuyện đó lại. Đâu ra cho con coi hình hài chiếc xe với. Này. Âm thanh nó ở đằng kia nó chạy chạy máy, cậu bác anh chị chạy máy bơm cát á, nên nó hơi bị ồn, cậu bác anh chị có cố gắng thông cảm nha. Chiếc này hả cha? Cái nón nào? Nón bị trầy rồi hả? Trầy. Ôi trời. Không có cái đó là cái đầu của ba như thế nào, thấy ghê không? Và nó ập cái kiến vô vậy luôn nè. Bây giờ chiếc xe về sao là y chang vậy đó. Cái kiến là chưa sửa luôn hả? Chưa sửa. Khi nó té nó ập xuống, nó đi vậy nè. Nè, cái kiến nó trầy luôn nè. Người ta nói trời, ổng có nón bảo hiểm này, không có nón bảo hiểm là cứu quắc luôn. Cái này không có dặn lại được hả sao? Không. Cái yên này không có dặn lại được. Ôi trời, không có yên mà không dặn lại được mà sao cho để dưới này. Mỗi lần ba để tiền đây là ba lấy vỏ đồ ba ràng lên. Đó lại vậy. Có nghĩa là cái cốp xe này là dặn không có được nữa. Ba ràng lên xong chui rồi ba mới đổ xăng rồi ba mới lấy lên. Tiếp là đi như vậy đó. Là để tiền ở đâu, để bóp tiền ở đâu? Đây. Xe đây nè. Vậy là lúc đó là nó văng cái yên này ra luôn hả? Nó văng ra luôn mà nó bật ra luôn. Bật ra luôn? Người ngã, ba ngã. Rồi nó lộn mười mấy triệu luôn. Nón, chỉ có cái nón là nó dính trên đầu ba thôi. Tôi nhớ biển số xe của người đó không? Rồi, làm sao mà nhớ được. Rước là ba tá quả trong tin hết rồi. Con trai hay con gái? Đó là đàn ông. Đàn ông? Ừ, đó là đàn ông. Xe nó một xanh. Mấy người? Đi con người, đi con người. Ai lợi đỡ cho? Cũng mấy người nha, cũng mấy người á. Rồi đỡ lên rồi ba ngồi đó, rồi ba ngồi đó một hồi khoảng có chừng nửa tiếng bắt đầu á, người ta mới hỏi ba bây giờ nhà ở đâu, nhà bị hòa, người ta mới kè xe, ba ngồi trên biên xe người ta chở về đây. Người ta chạy chiếc xe này về cho không? Người ta chạy. Người ta chạy riêng? Người ta chạy riêng. Còn ba thì ngồi trên chiếc xe. Mà sao đâu biết mất cái bóp lúc nào hả? Nó đúng ra thì lúc mà khi người ta đỡ ba lên rồi đó, thì ba nhìn lại coi đồ đạc á, thì ba biết rồi. Ba nhìn tới nhìn lui. Ba hỏi ba có mất gì đâu, nói có mất. Ba không muốn hỏi cái gì nữa, mà nó biết rồi, con khỏi tiền. Lúc rồi thua rồi. Có nghĩa là chú Tuấn cô bác của anh chị không có giấy tờ nên không có làm thẻ ngân hàng để mà gửi vô đó được, nên anh thử là cứ giữ tiền mặt thôi. Hôm trước là cho cũng là chuẩn bị dọn đồ ra. Đâu không có đồ dọn ra nè, dọn ra rồi đây hả? Nguyên đóng đồ nha. Để này cái gì dữ vậy chứ? Thì ba đồ giấy chai, ba cái đồ cái nào ba cần thiết á, coi mai mốt ba sạn ra là ba lấy ra. Giờ mưa ba mới che lại. Chắc chưa. Còn bên đây nữa đó hả? Cái này không phải. Cái đó mai mốt mà có làm á, mình lấy la phong đó mình làm ra đó để mình lấy. Ở trong đó là gì chăng? Hả? Ở trong đó là gì á? Thì đồ của ba đó. Khổ trời. Nghe nói là cha giữ tiền không có được, để tiền nhiều trong mình là có khiến này khiến kia hết hả? Thì bởi vậy Mỹ Linh nó cũng hay nha. Mấy nhỏ nó hay ghê. Quá mình nó sợ.
dọn ra hết rồi để mình có chuẩn bị là đâu còn số độ trên nữa đó. Thôi 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 khỏi gỡ luôn đi chăng, gỡ không có công trùm lại nữa. Hôm trước thì Bùi Hồ có gọi lại cho chú Tuấn thì chú đang cúng trái cây để dọn đồ ra. Còn bây giờ công trình này tạm ngưng. Ngưng luôn. Ngưng luôn hay tạm ngưng? Người gọi là ngưng luôn chứ làm gì mà có tiền mà làm được, nghĩ sao mà có tiền mà làm nữa, khó lắm. Điều này là mình đã ước mơ. Cúng xong là mấy ngày là mình bị? Là cúng xong là làm liền luôn. Làm liền luôn, bắt đầu vội vã là đi lấy đồ, đi mua đồ. Đi tới cái khúc là đường ngã ba Trần Quốc Thắng đi lên cầu là cúng xong là bị tai nạn liền luôn. Liền luôn. Đâu có cúng xong dọn ra rồi, dọn đồ ra rồi bắt đầu xách xe để mình đi lấy đồ thì bị luôn. Một cái vấn đề rất là không ngờ luôn nha, từ xưa tới giờ mình đâu có nghĩ vào vấn đề đó đâu. Nếu mà té bình thường hay là này mình đổ máu không nói gì, này té xuống úp xuống cái đầu bị cái chỗ này rồi ngay chỗ cái mông nó cũng mê khẩn khẩn vậy thôi, không có gì hết. Mà cũng may thật sự là không có gì hết, nhưng mà không có nghĩ là tiền mình để trong này là mất, hiểu không? Khi mà tỉnh lại hết trơn rồi đó thì mới biết là rồi xong. Tại cái bóp giống như cái bàn tay mà làm sao mình không biết được, rồi nhìn tới nhìn lui là biết rồi thôi. Mình cảm thấy mình còn sống rồi, thấy mừng quá trời rồi, thôi còn không còn nghĩ vấn đề tiền với bạc nữa. Người ta hỏi có mất cái gì không, nó không có mất cái gì hết á, rồi xong. Bây giờ có mất đi nữa thì cũng chẳng có lại được cái gì. Nói một câu cho suôn sẻ luôn đó, cũng chẳng có mất cái gì. Là mình biết trong lòng của mình đã mất rồi, con hiểu không, đã mất rồi. Rồi chiếc xe xẹp luôn rồi. Xẹp luôn. Rồi, xe xẹp luôn rồi. Chiếc này hồi đó mua nhiêu chăng? Mua, nói con là mua 1.7 triệu đó. Bây giờ chắc ba bán hết luôn quá. Bán gì? Không dám đi xe luôn à. Bán chiếc xe luôn hả? Ừ. Thì không đi xe, đi nhặt ve chai bắn gì? Chắc đi xe đạp. Đi xe đạp. Sợ quá. Đừng có nói cái tuổi này bây giờ mình có bị qua rồi mình mới biết. Chứ còn mình chưa bị. Xương cốt rồi nó yếu đúng không? Nhưng mà chuyện đơn giản luôn nha. Thì đây là mình cũng nói những người lớn tuổi luôn cho hiểu. Đừng có ỷ y. Ba là người ỷ y á, tưởng mình về đâu khỏe, nhưng mà không ngờ khi xảy ra tai nạn mình mới biết. Nhưng mà chuyện đơn giản. Chắc ngày mai ba cũng bán xe. Bán xe à? Bán cũng... là 17 triệu mua, bán không? Đâu có 1.7 triệu à. Bán là 17 triệu. Bán nếu mà như vậy là mình đã tù chết. Chứ bây giờ mua có 1.7 triệu mà bán 17 triệu bán đường gạt ra. Thì bán người ta muốn mua thôi. Hả? Cái đó đường gạt ra chứ đâu mà nói. Thì ta muốn mua thôi, mình giao vậy đó. Xe kỷ niệm mà, xe này đi nhặt với chai luôn đúng không? Hay xe kia? Xe đỏ là nhặt chai, còn xe này mà để đi buôn bán. Sao hồi đó cho ông sửa cái yên này lại? Thì ba đâu có nghĩ đâu, chưa có nghĩ tới luôn đó. Chỉ có làm chìa khóa thôi có gì đó. Đúng rồi số. Ta đi vô đi nóng rồi. Cháu không ngày là không có ăn cơm nước nữa hả? Ăn cháo mà. Cháo gì? Cháo bịch á, cháo yến á. Dạ. Cháo yến á. Lại nữa là mình cắt nhà là sửa nhà, nếu như có sửa nhà là sẽ sửa từ đây. Từ cây cột này. Đúng rồi. Tới cây cột. Tới đằng sau. Cái chiếc xe này là đi nhặt ve chai. Đi nhặt ve chai á. Dạ. Để mà sửa nhà sửa từ cây cột này. Tới cây cột này. Ta chỉ cho mình cái nhiêu đó thôi. Rồi con hiểu rồi. À, vô đi nắng quá. Thời tiết bây giờ nóng kinh khủng lắm mọi người. Nóng lắm. Này, con nắng mà rất là khó chịu luôn á. Kiểu là nóng mà nó gây cho mình cái cảm giác mà nó rất hàm bực bội. Thôi uống nước. Rồi. Bay qua nạn khỏi, của đi thay người. Đúng, của đi thay người. Sợ quá rồi. Đừng có nghĩ rằng mà mình lớn tuổi vậy mà mình đi xe vậy là tốt, có rồi. Chỉ cần một cái điểm nhẹ đó, theo ba cái đó là điểm nhẹ thôi. Nhưng mà không ngờ mình, khi mình té mình hốt quảng rồi đó, mình cảm thấy con người mình nó đuối liền.
nó không phải giống như hồi lúc mà mình đang khỏe mạnh nha, nó đuối liền. Có nghĩa là tuổi cao nó xương cốt nó yếu lắm. Nó không phải bình thường đâu. Dạ, nó không giống như tuổi trẻ được. Ừ. Bởi vì ba mới thấy cái trọng như vậy là ba hiểu rồi. Dạ. Bây giờ chắc mấy cái vụ xe cộ chắc ba phải bán xe đạp cho chắc. Rồi hổng ngày là đâu có làm được gì đâu. Phải có làm gì đâu. Rồi đâu có nhặt ve chai. Hú hồn, nghe chị Linh nói mới hú hồn luôn. Bài đã nói rồi, đừng để cho họ biết. Nghe là nó hú hồn thì nó lo. Ba là mình cũng... Con mới ở Cà Mau về hôm qua. Vậy con nói hôm qua sắp xếp công việc sớm là con chạy qua luôn. Nhưng mà ba có nghe nói không? Nhưng mà con sắp xếp công việc không kịp. Thôi chạy về cũng mừng rồi con. Cái cảnh tai nạn của ba như vậy là qua là mình, ba có đầy tự hào, giờ ba cũng cầm được cái số tiền cũng là lớn rồi, nhưng mà của hai đứa nhỏ thôi. Nhưng sợ Mạnh Thường Quân buồn đó hả? Buồn chứ, ba không dám nói luôn á, ba mới sợ lo âu cho ba đủ điều đủ chuyện, ba không dám nói ra. Đó là cái điều đó, thật sự trong tâm hồn của ba là như vậy, chứ không phải mình muốn mọi điều gì để cho ta hiểu. Nhưng mà chuyện gì không thể giấu được, nhất là Mỹ Linh, thứ hai là con không thể giấu được. Giấu là cái gì hỏi thăm hoài mà sao mình giấu, thấy không? Đó là điều đó là đúng thôi, nhưng mà xin nghĩ lại thì ba nói thôi, chỉ hiểu qua là ba đừng nhắc lại. Đừng nhắc lại sợ, tại vì tâm tư của ba là ba biết thật sự, ba hiểu, tại mình ở trong cuộc mà ba hiểu hết tất cả. Rồi sau lần té xe đó mình thấy mình lớn tuổi, cô đơn, mình có tuổi không? Bây giờ không ai chăm sóc á. Nó nói xe mà giờ họ đi không dám đi nữa. Ý con nói là mình té xe đó rồi không ai chăm sóc, mua đồ ăn uống rồi mình thấy tuổi không? Tuổi buồn, bà không biết như thế nào. Sợ, sợ đó. Không cho hay rồi, chẳng không cho hay rồi, không gài rồi, ví dụ như vậy rồi tiền đâu xài. Không, cũng cho hay nhưng mà không phải cho liền, cho hay liền. Mình đang mệt mỏi, đang nằm mà, thấy không? Mình cũng khỏe, mình alo con, ba khỏe rồi, ba cũng có lại ba khỏe. Thì như vậy á, thì tụi con đỡ lo hơn. Chứ còn mà để mà máu này nọ, trời cái áo mà ướt hết luôn rồi. Nghe chỗ cái càm máu nhiều lắm. Quá trời luôn. Thậm chí mà bà lấy cái này nè, lấy chai dầu xanh mà xúc vô, bà lấy cái này bịt lại luôn. Tối ngủ ra quá trời luôn, mở cho con kia cũng còn nhìn thấy vợ. Vợ nói tới sao mà thấy tụi con tới vậy thì cũng mừng rồi, thấy con tới cũng mừng, thấy em lên tới cũng mừng rồi. Chị My Linh có gửi cho cha để ăn cơm là 1.160.000. Con gửi cho cha nè, đây con gửi. Đây con cầm máy, con gửi cha 1.2 triệu ha. Rồi. Giữ đi ăn cơm không dám giao nhiều nữa. Dạ. Cảm ơn con. Này ăn cơm từ từ. Rồi. Mua thuốc giảm đau rồi uống vô. Rồi. Cái gì nó qua cái tai nạn mình mới có cảm nhận được là cái sức khỏe của mình mới xuống. Bởi vì từ cái chỗ đó không, người ta nói là cái số anh nói là cái số có căn tu nha, chứ ở chỗ đó đó là người ta bị kén luôn á. Trời ơi nghe nó cái nóng lạnh luôn nha, sợ thì cái gì lớn thì thôi. Như thế này nha, của đi thay người, còn người là còn của. Giữ lại được tính mạng lành lặn là một điều gì đó nó may mắn, cũng có mình đừng có nghĩ rằng là tai nạn là xui, đôi khi tai nạn vậy là nó giúp cho mình vượt qua những cái kiếp nạn mình nó phải bị, nhưng mà mình nếu như mình có cân tu thì nó bị nhẹ hơn tí xíu.
đó. Thì hôm nay thì cha ăn ngủ gì có chuyện gì thì cứ thông báo cho con hay chị Linh, hay cũng như là hôm nay thì Bùi Hồ cũng muốn chia sẻ cái thước phim này lên á, cập nhật về tình hình của chú Tuấn cho cô bác với anh chị biết được luôn về cái tình cảnh hiện tại. Đến thời điểm này căn nhà vẫn chưa được khởi công xây lên, nhưng mà trước đây cũng có cúng lấy ngày rồi. Thôi thì nếu như mình sau này có duyên lành đó thì cơ sẽ nhờ thợ đến đây để mà cắt sửa chữa luôn, chứ cha không có làm gì tới. Đặc biệt là thôi tất cả mọi người có thể dừng cái máy tôn hay như thế nào đó ha. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là ở chào cha con về, xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị ở video clip sau. Chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành chung tay hỗ trợ cho chú Tuấn tìm lại con của mình ở Tây Nguyên, cũng như là tất cả mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chú, cũng như là chị Minh đã hỗ trợ cho chú trong thời gian vừa qua. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye tất cả.